thị lại khách hàng đã mua hàng hoặc chưa mua hàng. Điều này tưởng chừng rất bình thường nhưng không được mấy shop hay công ty chú trọng một cách đúng mức. Thông thường chỉ có khoảng 25-50% khách hàng sẽ quyết định mua ngay sản phẩm từ lần đầu tiên liên hệ, cho dù bạn có chốt đơn hàng giỏi đến mức nào đi chăng nữa. Facebook có hỗ trợ rất rõ ràng từng tab giúp cho bạn đánh dấu và phân loại khách hàng. Hãy phân loại từng nhóm khách hàng để tiếp thị lại với tần suất là 2 tuần một lần về sản phẩm mới, chính sách, giảm giá dưới 25%. Tần suất tiếp thị lại vừa phải, không quá dày đặc, tức từ 1 đến 2 tuần một lần để khách hàng không quá khó chịu, và nên chọn những thời điểm khách hàng nghỉ ngơi để tiếp cận khách hàng. Sẽ thật là lãng phí nếu mà lãng quên những khách hàng chưa mua hàng. Lý do chính là chi phí tiếp thị lại những khách hàng đã liên hệ nhưng chưa mua hàng khá thấp, mà tỷ lệ mua hàng sẽ cao hơn tất cả những đối tượng khách hàng khác. Hãy sử dụng những công cụ trả phí hoặc miễn phí để thực hiện điều này. Công cụ gửi tin nhắn cho các khách hàng đã inbox hàng loạt. Trên thị trường hiện tại có một số công cụ khá hữu ích giúp bạn thực hiện điều này. Nhưng nhớ hãy tránh những giờ nhạy cảm như ban đêm, lúc khách hàng đang ngủ hoặc vào buổi trưa. Nó có thể gây ra phiền toái cho khách hàng. Chi phí tiếp thị lại bằng phương thức này có thể nói gần như là bằng không. Các công ty bán hàng chuyên nghiệp sử dụng công cụ này khá là hiệu quả. Sử dụng công cụ quảng cáo thông qua tin nhắn. Facebook giới thiệu công cụ quảng bá hình ảnh và thông tin sản phẩm của bạn tới những khách hàng đã inbox với fanpage của bạn. Hãy sử dụng điều này, chi phí dành cho nó khá thấp và được coi là rất tự nhiên để gửi thông điệp tới khách hàng đã liên hệ. Sử dụng công cụ Pixel của Facebook hoặc tiếp thị lại qua Google AdWords. Cả Google và Facebook đều cung cấp những đoạn mã code để dán vào website của bạn nhằm tiếp thị lại các khách hàng đã truy cập vào website của bạn. Thông thường xuất hiện quảng cáo trong một đơn vị thời gian đến lần thứ 3, thứ 4 mới đạt được hiệu quả tuyệt đối về nhận diện thương hiệu. Nếu chú trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng, hãy lựa chọn phương thức này để tiếp thị lại. Chú ý khi tiếp thị lại, hãy đặt ngân sách vừa phải. Thông thường, tiếp thị lại chi phí chỉ nên bằng 1/10 tiếp thị đi. Đừng đặt quá mức này vì nó có thể thừa thải khi tiếp thị tới những khách hàng chắc chắn không có ý định mua hàng quá nhiều lần. Ở mức này, bạn có thể tối giảm và tối ưu hóa tối đa chi phí cho quảng cáo của mình.